Xin chào tất cả mọi người, hiện tại tôi đang đứng tại công ty ô tô Quỳnh Gia Phát, một địa điểm kinh doanh mua bán cho đổi xe đầu kéo, xe mi đầu móc mới của các loại tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngày hôm nay tôi rất vinh dự khi giới thiệu tất cả mọi người những dòng sản phẩm xe trên bãi của chúng tôi. Ngày hôm nay hiện tại là đang có xe Mỹ, là đa phần là xe Mỹ khoảng 5 chiếc. Và có điều đặc biệt đó, tôi giới thiệu với tất cả mọi người mà nhục dòng xe đó rất là khác biệt so với trước đây. Tôi giới thiệu đó là Hyundai HD 700 sản xuất 2014 với màu đỏ. Thì sẽ quan sát bãi của sơ qua bãi của mình nha. Đây thì địa điểm bãi là đối diện E Đề Bọt Tân Bình ở ngã tư Chu Liêu, trạm đăng kiểm ngã tư Chu Liêu nha mọi người. Thì đây sẽ vào tham quan cái bãi xe của mình, thì có một con Hyundai HD 700, thì xe rất là đẹp, HD 700. Đây là Hyundai HD 700 đây. Xe này đã ra biển số, qua sử dụng rồi nha mọi người. Ra biển số đã qua sử dụng rồi. Thì xe còn rất là đẹp. Xe này thì chỉ có một chủ chạy từ trước khi trừ mua về tới bây giờ. Thì được bảo dưỡng rất là tốt ở Hyundai Nam Phát, ở vừa trạm mà gần ở chỗ ngã ba Tân Vạn qua Suối Tiên nha mọi người. Thì vẫn còn cái sổ theo dõi bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa thì có đầy đủ luôn. Thì giờ nếu mà anh em mua thì tôi sẽ cung cấp cái giấy tờ đó cho anh em dễ theo dõi và tình trạng xe và cũng như là nó đã qua lịch sử làm việc như thế nào. Đây là xe rất là đẹp, HD 700 sản xuất 2014 với hóa đơn là 700, hóa đơn là 200 triệu nha mọi người. Đây là chất lượng vỏ lốp chassis thì còn nguyên bản, chưa không có cặp nối hay là bị té ngã gì cả. Đây là dàn chân của xe. Đây là chất lượng vỏ lốp, vỏ còn rất là đẹp, gai còn khoảng 90% nha mọi người. Rất là tốt, xài rất là tốt, dùng vỏ 12R22.5. Đây là chất lượng xe. Sau cabin đây, xe này thì chưa có đâm đụng va quẹt gì hết, máy móc thì còn đang zin nguyên bản. Xe nổ tiếng động cơ rất là êm, cực kỳ êm luôn, em nó nổi giống như là xe hơi vậy. Khi mà ngồi trên xe thì cái hệ thống cát âm của xe và cái động kèm theo đó là cái động cơ xe nó nhỏ, nổ rất là êm và cách châm rất là tốt nên là không nghe gì hết cả. Đây, hạn đăng kiểm thì tới tháng 12/2021. Mà màu này thì là trước đó thì giới thiệu mọi người đây là màu trắng, xong bây giờ là thay đổi là màu đỏ. Rồi, quan sát trên cabin nha. Đây là cabin xe. Cánh cửa thì chưa có va quẹt đâm đụng gì cả. Chưa có đâm đụng vào quẹt gì cả. Đây dành cho mình của xe còn mới rất là đẹp nha. Đó. Cái này rất là dưỡng xe. Chất lượng xe như thế này mới ken hết, từ nội thất đến mọi thứ. Tình trạng xe thì nguyên bản như thế nào tôi để về như vậy nha mọi người. Đây, máy lạnh còn rất là lạnh luôn. Đây là km nó chạy. Đây. Đây. Xe rất là đẹp, chưa có đâm đụng va quẹt nha mọi người, chưa đâm đụng va quẹt gì cả. Rồi nổ thắt của xe.
Thì anh em có quan tâm thì liên hệ tới số điện thoại là 0932 795 695, 0981 82 3579, website www.xedecomỹvn.com. Website thứ hai otohuynhgiaphat.com. Thì xe hiện tại đang ở bãi của mình nha. Thì giấy tờ pháp lý tất cả mọi thứ đều rõ ràng, ok hết. Còn rất là đẹp. Chưa đâm đụng, chưa va quẹt gì nha mọi người. Nếu mà quẹt nhỏ nhẹ thì chắc chắn là sẽ có, còn nếu mà để mà cắn đụng mạnh thì chưa có, chưa có tì vết nào cả. Thì rất là dưỡng. Cái xe này chỉ có một điều đáng tiếc là nó đã thay màu sơn bằng màu đỏ thôi. Màu đỏ thôi mọi người. Còn bình thường nó là nguyên bản là màu trắng. Còn rất là đẹp. À, biển số liên danh LD, nhưng mà sẽ được giải chấp chuyển ngân hàng ra của bên Charlie. Máy thì còn rất là ngon, nhưng mà hiện tại là chưa có anh em nào bên lên, là chưa bên lên nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của mình. Nhớ nhấn like, subscribe, đăng ký kênh mình ngay bên dưới. Nếu có quan tâm thì liên hệ tới số điện thoại của mình ngay bên dưới nha. À, giá cả thì mình sẽ không báo giá trực tiếp, tại vì giá thì nó theo thời điểm và tùy theo chất lượng của xe thì nó có giá cả khác nhau. Thì nếu mà anh em nào mà có nhu cầu thật sự thì hãy gọi điện tới số điện thoại của mình. Mình sẽ không báo giá trực tiếp trên clip. Tại vì tùy theo thời điểm, tùy theo chất lượng xe mà giá cả nó khác nhau. Nên rất là mong anh em thông cảm. Cảm ơn tất cả mọi người. Nhớ nhấn like, subscribe, đăng ký kênh mình ngay bên dưới để có những clip mới, những dòng sản phẩm mới phù hợp với mình ha. Hiện tại đang có những rất là nhiều xe, thì xe này là xe Mỹ, Fastlane 5, Mark 4, Starling, Cascade. Cũng rất là đa dạng dòng sản phẩm. Và bên cạnh đó thì cũng có dòng đầu kéo hai con, đầu kéo phao, Fuso rất là đẹp. Anh em có quan tâm thì liên hệ tới số điện thoại của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Cho hẹn mọi người trong một clip mới với dòng xe mới. Và bên công ty chúng tôi thì chuyên thu mua, trao đổi xe đầu kéo, sơ mi, rơ móc, kể cả rơ móc đều thu mua và trao đổi ha. Cảm ơn tất cả mọi người.